Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Đừng bao giờ nhìn vào mắt Colina, vị vua không ai trong làng trọng tài. Thời còn cầm còi, Colina với diện mạo người ngoài hành tinh là vị trọng tài nghiêm khắc được yêu mến bậc nhất thế giới bóng đá. Nếu câu hỏi không còn về 22 cầu thủ trên sân cỏ mà xoay quanh còn lại là người trọng tài chính, đáp án dường như chỉ có một. Từ các trang báo thể thao, những ngôi sao sân cỏ, những cổ động viên tập trung cho tới Google đều thống nhất, vị trọng tài hay nhất mọi thời đại là Colina. Mái đầu trọc và ánh mắt đầy uy hiếp là những gì chúng ta nhớ về Colina. Trong khoảng thời gian từ 1995 đến năm 2005, vị trọng tài người Italia đã cầm còi trong những trận đấu lớn nhất, đã biến những cầu thủ cứng đầu nhất thành con cừu non chỉ biết tuân phục. Cùng tìm hiểu về nhân vật đặc biệt này nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Fan của Ronaldo ơi, hãy nhanh tay nhấp vào link đăng ký được đặt ở dưới phần mô tả để có cơ hội sở hữu ngay chiếc áo với giá ưu đãi nhé. Bóng đá ngày nay đã có nhiều công nghệ hỗ trợ trọng tài như VAR để các vị vua sân cỏ có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn. Nhưng cách đây hơn 2 thập kỷ thì không. Tranh cãi xuất hiện thường xuyên nên trình độ trọng tài sân cỏ được chọn lọc một cách rất tự nhiên và Pierluigi Colina xuất hiện như một cách bí ẩn như chính diện mạo bề ngoài của ông. Colina sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên, cha làm việc ở Bộ Quốc phòng Italia. Các quy tắc luôn là những điều mà Colina được dạy từ nhỏ, trong đó sự liêm chính luôn phải được đề cao hơn tất cả. Việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự càng vun đắp thêm sự cương nghị mạnh mẽ trong ông. Đó là điều ông sẽ mang lên sân bóng và khiến người hâm mộ yêu mến. Thuở nhỏ, Colina không khác mấy so với những cậu nhóc vị thành niên với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, luôn là người cao nhất trong số bạn bè và đồng đội. Thể chất vượt trội giúp ông là ứng cử viên lý tưởng trong vị trí trung vệ. Nhưng cũng giống đa số thiếu niên, ông nhận ra những giới hạn của bản thân trong việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Do đó, theo lời khuyên của bạn bè, Colina đăng ký học khóa học trọng tài vào năm 17 tuổi và phần còn lại là lịch sử. Sau 3 năm kể từ ngày đưa ra quyết định sáng suốt nhất cuộc đời, Pierluigi Colina đã tốt nghiệp khóa đào tạo với thành tích xuất sắc. Đồng thời, ông cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nơi góp phần tôi luyện nên một Colina sắt thép để đương đầu với những thách thức to lớn trên sân cỏ. Sự nghiệp của Pierluigi Colina lên như diều gặp gió kể từ năm 1988. Ông thăng tiến không ngừng sau khoảng thời gian 3 mùa cầm còi tại giải hạng 3 Italia, Serie C1 và Serie C2, sau đó trở thành một gương mặt quen thuộc tại giải Serie B rồi Serie A. Trong cùng khoảng thời gian đó, Colina mắc phải một chứng bệnh khiến tóc ông rụng đi ngày một nhiều, để rồi cái đầu trọc lóc chính là kết quả cuối cùng của căn bệnh quái đản. Pierluigi Colina trở thành tâm điểm chính trong mỗi trận đấu mà ông tham gia bắt chính. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì cái đầu bóng loáng mà là vì sự chính xác đến chết người bởi chuyên môn đỉnh của đỉnh. Dưới cặp mắt tinh tường sắc sảo xanh thẳm như màu nước biển Địa Trung Hải và đường gân guốc hai bên thái dương của mình, Colina thực sự đã nhìn thấu tâm can của từng cầu thủ và át lên họ cái uy tuyệt đối của một vị vua áo đen, và cũng từ đó giới cầm còi đặt cho ông biệt danh Kozak, nhân vật chính trong series phim truyền hình tội phạm nổi tiếng cùng tên của Mỹ vào những năm 1970 với mái đầu trọc và ánh mắt khiến người khác sợ hãi. Năm 1995, sau 43 trận cầm còi tại Serie A, ông lọt vào danh sách trọng tài của FIFA và được giao nhiệm vụ bắt chính 5 trận đấu của Thế vận hội 1996. Trong đó có trận chung kết giữa hai đối thủ đầy duyên nợ là Nigeria và Argentina. UEFA Champions League 1999, Pierluigi Colina đã tham dự vào một kịch bản điên rồ nhất lịch sử giải đấu, nơi mà ông miêu tả là trận đấu khó quên nhất trong sự nghiệp cầm còi của mình. Bayern Munich sau khi dẫn trước đội bóng của Sir Alex 1-0
đến tận phút 90 thì bất ngờ hai bàn thắng liên tiếp trong 3 phút bù giờ của Sheringham và Sosa làm đảo lộn mọi thứ. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Colina được giới chuyên môn nhận định là một trong những vị trọng tài xuất sắc nhất bóng đá thế giới. Thái độ dứt khoát, chuyên môn vững vàng, thần thái đỉnh đạt đã khiến cho Colina trở thành vị quan tòa anh minh trên sân. Khi tiếng còi của Kozak cất lên thì không có chỗ cho sự tranh cãi, penalty là penalty, không phân biệt là phút thứ nhất hay 90+3, và ông cũng là người đề cao tôn chỉ làm việc, đã dùng thì phải tin, không tin thì đừng dùng. Trong mắt giới trọng tài, cái tên Pierluigi Collina nhận được sự tôn trọng đặc biệt. Tờ 442 dẫn lời cựu trọng tài Anh Graham Paul kể về trận đấu giữa Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002. Đó là trận đấu mà tôi là trọng tài thứ tư, còn Collina bắt chính. Trước trận, anh ấy vẽ sơ đồ hai đội lên một tấm bảng và nói với chúng tôi hai đội sẽ chơi ra sao, những cầu thủ nào dễ nổi nóng, những điểm nóng trên sân sẽ ở đâu và các trợ lý trọng tài cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì. Anh ấy bao quát tất cả mọi thứ đến mức đáng kinh ngạc, và hơn nữa là anh ấy không hề sai một chút nào. Năm 2002, Pierluigi Collina đạt đến đỉnh cao sự nghiệp của ông khi được giao trọng trách bắt chính trận chung kết giữa Brazil và Đức. Trước trận đấu, Oliver Kahn nói với tờ Irish Times, Collina là trọng tài xuất sắc bậc nhất thế giới, không có gì phải bàn cãi, nhưng ông ta không mang lại may mắn, đúng không? Câu nói vừa chân thành vừa có chút hài hước này của thủ môn huyền thoại Bayern Munich muốn ám chỉ đến trận chung kết Champions League năm 1999. Trận đấu giữa Đức và Anh tháng 9 năm 2001 là nơi mà Anh đều nếm mùi thất bại khi có sự tham gia của trọng tài Collina. Ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Collina nổi tiếng tới mức được hãng Konami đưa lên bìa trò chơi điện tử Pro Evolution Soccer 3 hay còn gọi là PES. Đây vốn là một vinh dự chỉ dành cho những siêu sao bóng đá, nhưng Collina là một ngoại lệ. Người đàn ông với cái đầu trọc lóc như nhân vật Fantomas của điện ảnh Pháp, đôi mắt xanh và ánh nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện này là trọng tài nổi tiếng nhất lịch sử túc cầu. Bộ sưu tập những trận đấu Collina từng cầm còi là mơ ước của mọi trọng tài chuyên nghiệp trên thế giới. Ông là trọng tài chính thức cho các trận chung kết Olympic 1996, Champions League 1999, World Cup 2002 và UEFA Cup 2004. Trận đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu mà vị trọng tài người Italia này bỏ lỡ là trận chung kết Euro. Từ năm 1998 đến 2003, Collina lập kỷ lục 6 lần liên tiếp được IFFHS tôn vinh là trọng tài xuất sắc nhất thế giới. Tại quê nhà, ông cũng được bình chọn là trọng tài hay nhất Serie A 7 lần trong giai đoạn từ năm 1997 tới năm 2005. Trong 467 trận cầm còi chính thức, Collina đã rút ra tổng cộng 1.466 thẻ vàng và 131 tấm thẻ đỏ. Vụ scandal chấn động Calciopoli nổ ra vào năm 2006 đã làm xáo trộn đáng kể đến bối cảnh chung tính minh bạch của trọng tài châu Âu nói chung và nước Ý nói riêng. Giám đốc điều hành của bà đầm già Luciano Moggi bị tố cáo nhúng tay vào việc sắp xếp lựa chọn các trọng tài tham gia những trận đấu quan trọng tại Serie A mùa giải 2004-2005, và theo sau đó rất nhiều người trở thành bị can trừ Roberto Rossetti và Pierluigi Collina. Chính sự khách quan và công minh của Pierluigi Collina đã khiến Moggi gác ông, bởi trong con mắt của cựu giám đốc điều hành Juventus thì Collina không khác gì một robot chỉ có đúng hoặc sai. Một bình luận viên từng nói rằng, trong bóng đá có thể sẽ có một Lionel Messi mới, một Cristiano Ronaldo mới, nhưng không bao giờ có một Pierluigi Collina mới. Quả thật vậy, Pierluigi Collina là một tuyệt tác độc nhất của bóng đá thế giới mà ngày nay chúng ta không thể tìm được ở đâu khác. Video cũng xin được phép dừng lại tại đây. Nếu thấy video hay, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.